Cái khách mà vừa nãy họ vừa mới mua cái 918 này này, nó ở đâu em? Khách ở Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội. Thạch Đà, Mê Linh ấy hả? Thế họ ngồi 918 họ bảo thế nào? Đầu tiên là khách ngồi những mẫu ghế 3D trước Ừ. thì khách kiểu thấy cũng thích nhưng mà chưa đã. Để xong Ừ. thì cho khách hướng dẫn khách lên ngồi mẫu 918 thì khách bảo đúng cái kiểu khách đang cần tìm. Ừ. Nó rất là sâu, với lại nó sướng ấy, kiểu như Ừ. kiểu khách đang bị đau ở vùng lưng nhiều ấy, Ừ. khách massage Nó sướng lắm. to lên tí. Thế khách đấy là ở dưới cái cách cửa hàng là mấy chục cây hả? Dạ vâng. Mấy chục cây. Khách đi xem nhiều chỗ Khách bảo là khách cũng đi một vòng từ dưới không? Từ dưới dưới kia lên đây. vâng dưới kia lên đây thì cửa hàng mình cũng là mấy cửa hàng Mấy cửa hàng à? Thế người ta đánh giá như thế nào? Tức là những cái chỗ kia họ không 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 thấy thích bằng hay làm sao? Khách bảo là một phần là cũng vì thấy có duyên, hai nữa là sản phẩm cũng phù hợp nhá. Ừ. Vâng, người ta bảo là sản phẩm bây giờ massage sướng sâu mà nhìn mẫu mã cũng đẹp ấy. Ừ. Vâng, với lại là công nghệ mới, mẫu này có cả chống chuột các thứ nữa Ừ. là khách cũng quyết định lựa chọn mẫu này. Ờ. Với lại khách bảo là vào đây được tư vấn thật nhất ấy. Thật nhất á. Vâng, đúng rồi, thấy nhân viên tư vấn thật mà nhiệt tình ấy, kiểu vậy. Thế chỗ khác thì không thật à? Hay thế nào? Họ bảo thế nào? Không biết nhưng mà họ có cảm tình với mình ấy ạ. Ừ. Và họ bảo là vào cảm giác nó tư vấn nó thật hơn. Thế khi mà mình tư vấn như này nó có 4D thôi mà họ đi chỗ khác mà tư vấn 7D, 8D thì người ta có bảo nào? Dạ, Khách nói có bảo chung thế nào? là khách bảo nói thật ra thì bảo như nào thì biết thế thôi nhưng thực Ừ. sự là mình không có nói quá nên như những cửa hàng khác thì họ thấy thật đấy kiểu Ừ. kiểu vậy. Và Ờ. còn khách cũng không phải là tìm hiểu sâu đào sâu vào ghế nhưng mà Ờ. họ nằm cái nào họ cảm thấy nó khác biệt hẳn luôn ấy, Khác người biệt ta hẳn luôn. vào nên là họ muốn Cái mua. trải nghiệm mà họ là cảm thấy họ ngồi đây họ thấy sướng luôn à? Dạ vâng đúng rồi, làm chị con gái chị làm trước, chị bảo ui mẹ ơi sang mẫu này làm thử luôn đi, mẫu này thích hơn nhiều. Thế là Ừ. xong bác gái làm mẫu kia xong thì qua lên mẫu này, bác cũng làm hết một bài, bác sướng mà bảo ừ lấy mẫu này đi, mẫu này Ừ. đẹp. Thế là họ nói là nó làm sâu hơn. Nó sâu kỹ với lại nó đúng những cái điểm đau nhất ấy kiểu vậy. À. Họ có điểm chê gì không? Họ có gì chưa ưng Không ạ, chỉ có mỗi là giá thành ấy ạ. không? Chỉ Và đúng rõ ràng chứ bây còn giờ đâu. cái ghế mà nó tốt nó thích thì nó phải có cái giá của nó Vâng, chứ đúng nhỉ. rồi, còn đâu không chê gì hình thức mẫu mã đẹp. Ờ. Chị cũng ra đằng sau chị ngó hết, từ đằng sau ghế, đằng trước ghế chị đều bảo là nó đẹp. Ừ. Mỗi là Mà xuất giá. xứ rõ ràng đúng không? Vâng, đúng rồi. Tem mác đầy đủ đúng không? Và chị cũng check thử ở đằng sau đấy luôn này. Ừ. Check mã QR đấy hả? Đúng rồi. Ờ. Chị check mã QR xong nó hiện ra ấy. Thế thì khi mà em tư vấn những cái mẫu này cho khách hàng em cảm thấy thế nào? Thực ra thì nếu như mà em tư vấn cho khách ấy, khách có tiềm năng ấy, tư vấn những mẫu này thực sự là nó rất là thích, nó Ừ. đúng tầm, ghế vừa sang vừa đẹp, tính năng lại lại nhiều, với hai nữa là có những tích hợp những cái bài mà có cả âm thanh nhạc ấy, Ừ. khách rất là thích những À bài ừ đúng đấy. rồi, Vâng có đúng rồi, 4 bài độc quyền là mình có có bốn nhạc bài, đúng vâng đúng rồi, bật em tư vấn em bật bài Osen ấy, không? khách đều rất thích bài đấy vì tiếng nước chảy ấy, nghe rất là du dương mà khách Ừ. không Đây phải thao bật này. tác nhiều. Ờ. Nhất là những cô chú mà kiểu lớn tuổi ấy, người ta không biết Ừ. kết nối vào Bluetooth ấy thì người ta Ừ. cứ bấm vào nó có nhạc ấy, hay hơn là kết nối vào Bluetooth cho nên khách cũng Ừ. thích nữa. Đấy, cái nhạc thì bật nhạc vừa phải Vâng, em nhẹ bật nhàng. tầm 20, 20 Ờ. và nó du dương vừa phải, nó không có bị áp vào tai to quá. Thế nếu như mà em là một sale, một người bán hàng cũng được hơn 2 năm rồi thì em thấy cái mẫu này như nào, có gì cần nâng cấp hay là có gì cần ấy không, góp ý không? Dạ, nếu như để ý kiến cá nhân của em ấy thì Ừ. em muốn cái phần phần ở bắp chân ấy Ừ. nó rộng hơn một chút, nghĩa là cái phần dài ấy nó Ừ. dài hơn để khi mà massage nó không bị bóp vào cái khớp này, nếu Ừ. như ở trên hẳn này nó lại thoải mái ấy, còn kiểu Ừ. ở khớp này thì nó nhiều lúc em hơi thấy nó đau, nếu mà muốn em có À. thể điều chỉnh là em sẽ như thế. Cái đấy là cái phiên bản sau mà bên mình đang phát triển thì nó sẽ làm như thế. Dạ. Thế thì ở cái tầm tiền này thế này thôi, ví dụ như cái kia thế này nó lại ở một cái phân khúc giá nó khác. Ví dụ thế là một cái, thứ hai là bắp chân này nó có dây ấy. Nó có cái dây bắp chân lên này này. Nên nên nếu như cái hộp và cái túi khí nó dài quá thì cái độ dây của nó sẽ không có cái độ độ di chuyển, Không nó chắc không có á. độ di chuyển đúng không? Nên là khi mà cái túi khí dài, em thấy những cái dòng mà túi khí dài nó đâu có dây được bắp chân. Đa số là sẽ bóp. Nó chỉ bóp thôi. Dài là Thì bây giờ làm ngắn thế này thì nó mới dây bắp chân được, cái tức là nó có, tức là muốn xoa bóp thì nó phải có độ hở để xoa bóp mà. Chứ nó bóp nó ôm khít quá thì làm sao mà xoa bóp được. Đúng không? vâng. Thế không có Đó. cách nào để nó cải thiện dài hơn một chút mà nó vẫn dày được đấy. Thì nó lại ở một mẫu khác thì cái này nó sẽ phải nghiên cứu phát triển. Em thấy là mỗi sản phẩm bên mình nó đều trải qua một cái quá trình mà
sản phẩm nào cũng thế, nó là một những sản phẩm sau nó sẽ là sự nâng cấp những sản phẩm trước. Đây là sự khác biệt bên mình, bởi vì những bên khác có khi là cả đến vài năm trời họ không thay đổi được, nhưng bên mình thì thường thường một năm chúng ta sẽ có một cái bản update cho một sản phẩm đó. Và cái ghế này là cái ghế mà em thấy rằng em bán ghế bao lâu, đây là cái ghế đầu tiên mà có thể là họ mua ngày hôm nay bài tập như này, nhưng mà một năm sau mình có thể nâng cấp cho họ thành một bài tập khác, là đổi bài. Đúng rồi, tức là họ sẽ có một cái trải nghiệm mới. Thì cái ghế này nó đang được tích hợp một cái chip mở như vậy. Đấy, cô khách hôm nay cô cũng rất là ưng, với lại một cô em dâu nữa. Em dâu cô cũng bảo là về cô hai vợ chồng cân đối, có gì cô lại gọi lấy một chiếc nữa. Cô chị em cô đi cùng luôn. Hai chị em dâu rủ nhau đi mua ghế luôn, thì cái cô chị lấy trước, còn cô em dâu thì bảo là có gì về mai kia cô lấy. Ok, thế cố gắng chăm sóc những khách hàng như vậy. Bên mình bán hàng chủ yếu là khách hàng cũ giới thiệu, cho nên là chịu khó chăm sóc nhá.